Má hai Vlog chào cả nhà. Hôm nay mình làm món ba rọi bò Mỹ cuộn nấm kim châm nướng phô mai nha. Thì là muỗng cà phê đường, nửa muỗng bột ngọt, bột nêm, một muỗng bột nêm, hành bằm, tỏi bằm, tiêu, ba muỗng nước sốt, ướp thịt nướng. Trộn đều lên một quỷ thịt thì nó được 15 miếng. Mình pha cái này hỗn hợp này vừa đủ cho 15 miếng thôi, nên chia ra sao cho đủ. Phết lên mỗi miếng thịt nha cho nó thấm, chia cho đủ nha. Phết sơ sơ đi, chia xong rồi phết tiếp. Hay quá, vừa đủ luôn, vừa đủ thì mình cột hành vô, một nửa thì không cột. Lý do là có bạn không có biết ăn hành, nướng từ 15 cho tới 20 phút là chín. Làm một chén tương ớt và tương xí muội trộn vào là ăn thôi. Cảm ơn cả nhà đã xem. Bye bye.